Xin chào bà con nha, Trường Anh vừa tiếp tục khoe một mẫu xe mới nhất nè. Smart Form mới 2016 của chú anh chị. Nước sơn bên ngoài là không thể chê được nha bà con. Đó, sơn si chuẩn chỉ là kẹn trước người ta sơn lại. Chạy qua thời gian 5 tháng chắc chắn phải có sơn dầm nè. Kết hợp chủ nhà lên mâm đúc nè. Đăng kiểm tháng 9 năm 2025 luôn bà con. Đây nè, tháng 5 chưa? Tháng 5 năm 2015. 2016 đời cao. Mẫu này đăng kiểm đến 5,5 lần bà con ạ. Mẫu gốc gia đình nào nha, chủ nhà đã lên full đồ chơi rồi, cũng đèn sau là lên full led, full led hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị. Bản số ở Trần Anh luôn, Bảo Lộc đây, cảm biến dê phía sau kết hợp đầy đủ gạt mưa phía sau, Chevrolet thương hiệu của em nó đến từ nước Mỹ. Xe đẹp nè, vô lăng mới tinh luôn, ghế là nguyên bản là ghế nỉ hết toàn bộ nha, gia đình không có dịch vụ taxi gì trên chiếc xe đâu. Chủ nhà lên lót sàn 5D sạch sẽ, hệ thống gương chỉnh điện đầy đủ các tính năng, 4 cánh cửa tắp bi khá là đẹp nè, keo được cái keo rin hết 100%. Đây là băng phế ngồi phía sau, 5 chỗ ngồi rất là rộng, nó nhỏ gọn thôi, bà con mua về che nắng che mưa. Em này máy đâu đó như là 1.2 cô chú anh chị nha, 1.1, 1.2 gì đó. 4 máy nè, phía sau đèn phía sau đã được full led hết toàn bộ. Đó, bà con thấy chuẩn không? Trải nghiệm vô phần nội thất cùng với Trần Anh được cái sạch sẽ nha, chất xe liền lắm. Trang bị một cái màn hình nè, đây là cụm điều hòa nè, máy lạnh mở phát mát rượi. Nó nhỏ gọn, em này đi đâu đó loanh quanh cho cô chú chị 6 lít, đi được 108.274. Hiển thị đồng hồ điện tử LCD hết toàn bộ. Và đây là báo km, báo cửa, đầy đủ các tính năng. Vô lăng tích hợp và trang bị là túi khí nè. Vô lăng mới lắm, vô lăng rin, trợ lực nè. Em này khá là nhẹ. Hệ thống lóc khóa mở cửa tự động từ xe. Tắp lô, tắp bi. Trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài. Hay học để đồ. Ok chưa? Số nè bà con. Dưới đây chúng ta sẽ có thêm một cái tẩu sạc nữa. Đầy đủ luôn. Đây bà con, cô bác trải nghiệm vô phần mà. Máy của em nó nhé. Máy móc thì em này chạy bao sướng. Xe đẹp nha bà con. Xe nào đẹp là nói xe đẹp luôn chứ không có ngại. Còn xe xấu là phán luôn hãng xe xấu. Tính Trường Anh từ xưa giờ vậy đó. Đây cô chú anh chị nè. Vỏ, 4 cái vỏ đâu đó còn được ở tầm 65%. Chủ nhà lên mâm đúc nha. Hai cụm đèn mắt liếc á, heo nguyên bản của nhà sản xuất. Đây là cục máy nội em ru 2016. Thì đời cao thì chắc chắn máy móc nó phải còn rin rồi bà con. Cứ cô chú anh chị mua xe đời càng cao thì tỷ lệ máy rin càng nhiều. 1, 2, 3, 4, 4 máy nè. Đây là ổ ga nguyên bản nguyên rin. Chưa mở nè. Cục máy nè. Cục máy xin của cò. Xin cò còn nguyên bản luôn, mạc tem hai bên. Theo xe hết nha bà con cô bác nha. Em này hay nè, chỗ này hay cái như vậy nè. Sử dụng toàn bộ hệ thống xích kem. Nè xích kem nè. Xích này là tăng cam tự động, là bà con chạy có cả 7-8 năm chả bây giờ phải sợ bị đứt xích. Nó tài xài và toàn bộ bằng xích cam hết mà. Tăng cam tự động hết toàn diện nha. Chúng ta có hệ thống dầu trợ lực nè. À, phấn 7 màu nè, đỏ 7 màu nè, vẫn còn đẹp nha cô chú anh chị nha. Nó khá là chuẩn, được cái xe liền không cứng không lỗi thôi. Máy móc 7 màu luôn. Đây là cô chú anh chị nè. Đó, được cái máy rin số rin chưa làm. Em này máy rin số rin nha bà con. Nó chưa có làm, từ những cái đường co nước nè, phấn gạch 7 màu định vị nguyên bản của em nó còn nguyên rin luôn. Ha. À, anh chị nè, coi đi mấy cái điểm đây nè. Khá là mới. Đi đôi. Hai cụm đèn tem theo hãng còn nguyên bản luôn. Nắp capo. Keo chỉ là rin hết. Keo chỉ cái nắp capo hầu như khá là rin. Đó bà con thấy sạch sẽ không? Cục máy êm lắm, cục máy siêu êm luôn. 4 máy, em này form mới xài toàn bộ hệ thống IC điện. Đây nè, đây là cục IC điện hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Và đây 4 máy nè. Em này là máy ngang hết toàn bộ nha. Nó mua về tập chạy tập lái thôi bà con. Mẫu này bên Trường Anh bán giá 180 nè. Cô chú anh chị mua Trường Anh bớt cho 10 triệu còn 170. Mua nữa bớt cho 5 triệu nữa 165. Hợp lý không? 2016 rẻ không?
Đó, phía sau là cô chủ nhà phun cụm đèn full led rồi nha cô chú anh chị. Full led nhìn đẹp không? Khá là chuẩn chỉ. Còn keo chỉ kèo cột là coi như là theo xe hết nha. Chốt nè. Chốt 26 con mới cỡ này rồi, bà con cô bác tự cảm nhận rồi. Đó, nhỏ gọn thôi, 6 lít. 6 lít xăng trên 100 km thì chạy em này gọi là cực kỳ là ít uống nhiên liệu luôn. Không cứng không lỗi. Được chưa bà con? Không một ngày giờ dịch vụ luôn. Và cái thứ ba để cô chú anh chị phân biệt đâu là xe dịch vụ taxi thì anh xin chỉ nha. Xe dịch vụ thì chắc chắn người ta ngồi nhiều sẽ không còn được cái bộ ghế nỉ này đâu. Đó bà con, cô bác chừng anh nói gì có hợp lý không? Và cái thứ hai, xe dịch vụ vô lăng không bao giờ đẹp được như vậy. Cam đoan với bà con gốc gia đình 100%. Chừng anh coi cái xe là chừng anh biết gia đình hay dịch vụ rồi. Được chưa? Hàng đẹp nha. Gầm bọc ở trong nè. Không có một dấu hiệu là bục bọt ở dưới gầm nha bà con cô bác. Gầm sạch sẽ không? Gốc ở đây thì chạy gầm này tương đối là đẹp rồi. Đó, mua về là bà con cô bác chuẩn bị sử dụng. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản nữa đâu. Gạt mưa phía sau luôn. Đèn đóm phía sau, đây là phần cốp. Cốp chủ nhà đồ mấy cái loa bát chép ở sau nè. Nghe nhạc chắc cũng khá là hay đây. Nè cô chú anh chị. Đó, cốp đẹp không? Không phải thôi, bà con cô bác nào khoái cái mẫu xì bát siêu nhân này thì alo cho em. Nhỏ gọn, hắc bách, số sàn. Em khép lại chương trình tại nơi này nhé. Trường An, see you and goodbye. Hẹn cô chú anh chị ở channel tiếp theo bên Trường An Auto ạ.